Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 40. Từ giữa trận gió chốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp mà rằng: Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư? Ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao? Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển. Khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi. Hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi. Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó. Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất và lấp mặt họ trong chốn kín đáo. Bây giờ ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, vì tay hữu ngươi chững cứu ngươi được. Này, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi, nó ăn cỏ như con bò. Hãy xem, sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó ở trong gân hông nó. Nó cong đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó tréo xỏ rế. Các xương nó như ống đồng, tứ chi nó như cây sắt. Nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời. Đấng dựng nên nó, giao cho nó cây gươm của nó. Các núi non sinh đồng cỏ cho nó ăn, là nơi các thú đồng chơi giỡn. Nó nằm ngủ dưới bông sen, trong bụi sậy và nơi bưng. Bông sen che bóng cho nó, và cây liễu của rạch vây quanh nó. Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì. Dầu sông Giô-đanh búa lên miệng nó cũng ở vững vàng. Ai bắt được nó trước mặt? Ai hãm nó trong lưới rồi soi mũi nó? Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng? Có thể xỏ một sợi mây qua mũi nó và soi hàm nó bằng một cái móc ư? Nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi và nói với ngươi những lời êm ái sao? Nó sẽ lập giao ước với ngươi để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chứ? Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao? Bọn thợ câu sẽ bán nó không? Phân phát nó cho các lái buôn chăng? Ngươi có thể lấy cái độc đâm đầy da nó, dùng lao phóng cá mà găm đầy đầu nó chăng? Hãy thử tra tay ngươi trên mình nó. Về sau, khá nhớ việc tranh đấu, chớ hề làm lại nữa. Kìa, sự trông bắt nó được, bèn mất hết. Chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi. Chương 41. Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó. Vậy ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? Ai ban cho ta trước đã mà ta phải trả lại cho? Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, về sức lực nó và sự tốt đẹp của hình trạng nó. Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó, bằng thẳng, dính khắn nhau như được niêm phong. Cái này đụng với cái khác, đến độ gió chẳng lọt qua được. Cái này hàng lại với cái kia, dính với nhau không hề rời rã. Sự nhảy mũi nó giăng ánh sáng ra. Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó và các đám lửa phun ra. Từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi có chụm sậy ở dưới. Hơi thở nó làm hừng cháy than, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Trong cổ nó có mãnh lực và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. Các yếm thịt nó dính chát nhau,
nó như đúc liền trên thân nó, không hề chuyển động. Trái tim nó cứng như đá, cứng khác nào thớt cối dưới. Khi nó trỗi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ vì bắt kinh hãi nên chạy trốn đi. Khi người ta lấy gươm đâm nó, gươm chẳng hiệu chi. Dẫu cho giáo, cái độc hay là lao phóng cũng vậy. Nó coi sắc khác nào rơm cỏ và đồng như thể cây mục. Mũi tên không làm cho nó chạy trốn, đá trành với nó khác nào cây rạ. Nó cũng xem gậy như rạ, cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. Dưới bụng nó có những miếng nhọn, nó dường như trương bừa trên đất buồn. Nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi, khiến biển trở thành như hũ dầu sức, và bỏ lại sau nó đường cài đi sáng sủa. Người ta có lẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc, tại thế thượng chẳng có vật chi giống như nó. Nó được dựng nên để không sợ gì hết. Nó nhìn xem các vật cao lớn, nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo. Chương 42. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Sải sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha người Thê-man mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi, bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt 7 con bò đực và 7 con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu. Rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi, vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy Ê-li-pha người Thê-man, Bin-đát người Su-a, Sô-pha người Na-a-ma bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp. Vậy khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước. Hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết Gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Mỗi người đều cho Gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Yemima, con thứ nhì là Kesia và con thứ ba là Keren Habuk. Trong toàn xứ, chẳng có người nữ nào lịch sự bằng 3 con gái của Gióp. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Sau việc ấy, Gióp còn sống 140 năm. Người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Rồi Gióp qua đời, tuổi cao, tác lớn. Thi Thiên thứ 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người,
đến nỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, và lửa sẽ thiêu đốt họ đi. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, sinh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, sửa dây cung Chúa lẫy mặt chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. Chương 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta.
giường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai ngài đến. Khi ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính ngài sẽ làm sáng danh ta, vì ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Mọi sự cha có đều là của ta, nên ta nói rằng ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng, ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng, ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng, ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa. Nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc.
ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chương 17. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy, nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa Con có sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.